gì? Bây giờ chọn gì đó, chị chọn một cái bệnh nào đó chị muốn chọn bệnh nào chị chọn. Chị quan tỉnh mạch phát huyết thì mình sa cổ như thế nào, đàm nhấn như thế nào, chị cái nói bệnh đi. Thì nào chị muốn chị trị nào, đàm hướng không? Các bạn theo được chị nè. Nó đi được kinh phế đi. Tại chị này chứ hết liền bây giờ. Đờm không còn dưới nữa. Hết nào? Hết rồi không? Hết rồi. Khi mà ta thấy nó đau nó dứt nữa, ta chỉ cần đưa phế niệm cái tâm cho gió nó thẳng, nó đẩy ra cái đâu. Ta đi vô chỗ này theo vô phủ này nó để cho thẳng nó rút về. Rồi chỉ coi còn hết bao tiêu nuốt được chưa, hết được không? Rồi tiếp.